Chào các bạn, chào mừng đến với channel của mình. Bài hôm trước thì mình với các bạn đã vẽ xong, routing xong một mạch PCB hoàn chỉnh. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm lỗi và chỉnh sửa các thuộc tính khác để xuất bản một PCB. Đầu tiên thì các bạn ấn L và bật tất cả các layer lên. Ấn L và ấn All Layer On, Apply, OK. Sau đó các bạn vào DR, vào cái công cụ Manufacturing này. Chọn luật cho hai cái Pseudo Solomat, có nghĩa là cái chữ của mình ấy, nó không được đặt và nó không được dính vào cái path này. Các bạn đặt luật cho nó, ví dụ là 10 mil này. Và Pseudo Silk Gradient. Pseudo Silk Gradient có nghĩa là các cái đường vẽ ở phần top overlay và bottom overlay, các đường chữ và các đường vẽ linh kiện ấy, nó không được đè vào nhau, cách nhau một đoạn thì khoảng 10 mil. Cái này mình sẽ chỉ kiểm tra tích thôi, nên mình sẽ đi stack vào đây, apply, OK. Sau đó các bạn ấn TD Tool Design Rule Check nhỉ. Các bạn có thể bật tắt cái này đi, tắt cái online này đi. Cái online này thì nó là cái kiểm tra real time, mình không cần thiết để real time bởi vì máy có hình yếu. Sau đó các bạn chạy run design rule check. Mà lỗi. Sau đó lại sẽ nhảy ra một cái design ruler, một cái report. Các bạn vào PCB này, vào cái window, cái tile vertical line này, để chọn thành hai màn hình. Nếu ai sử dụng hai màn hình thì có thể kéo cái report này sang bên này, sang bên màn hình kia. Sau đó các bạn chọn vào các lỗi này, nó báo 420 lỗi này. Một số lỗi cơ bản mình nên kiểm tra, như là ví dụ như unround. Siêu tu siêu gradient này, unround, cái lỗi quan trọng nhất là cái lỗi unround thật nét này, thì mình không có một cái lỗi nào. Ví dụ như là bạn không ăn ra không ra một cái nét như thế này này, thì khi kiểm tra TD này, khi kiểm tra nó sẽ báo lỗi ở đây đấy, Unrouted net. Đó, nó sẽ zoom đến tận nơi cho mình xem. Các bạn thấy không? Đó. OK. Sau đó mình kiểm tra cái lỗi siêu to siêu, có nghĩa là cái chữ đè lên nhau. Thường là mình sẽ kiểm tra một unround thật nét và các siêu to siêu thôi. Cái siêu to siêu mát thì nó cũng không cần thiết mấy, bởi vì cái nét này, ví dụ mình bật sang lớp, có nghĩa là các đường nó bị đè lên nhau ấy, không sao cả. Mình kiểm tra các siêu to siêu này. Text R5 này. On bottom layer, mình sẽ on cái bottom layer lên. Đấy, có nghĩa là chữ nó bị đè lên các hình của linh kiện. Đó. Chữ nó bị đè lên này. Các bạn thấy không? Ấn đến cái lỗi nào thì nó sẽ tự zoom đến cái lỗi đấy.
Bình thường ấy, bình thường thì nó sẽ không zoom được cận cảnh như này đâu. Các bạn phải vào chữ PCB rule and violation. Các bạn chỉnh cái zoom level này lên cao. Càng lên cao nó càng zoom mạnh vào. Bình thường thì anti-zoom sẽ để mặc định ở giữa. Thì ví dụ như các bạn click vào một cái lỗi thì nó sẽ không zoom, nó không zoom đến đúng chỗ mình không biết nó ở chỗ nào. Các bạn phải chỉnh cái thôi. Chỉnh cái zoom level này lên cao này. Đó, khi chỉ vào lỗi thì nó sẽ zoom lên tận nơi. Không thấy không? Xuống một chút. Đó. Có hai cách để sửa cái lỗi text này. Nghĩa là các bạn di chuyển bằng tay. Di chuyển bằng tay như thế này. Hoặc là một phương pháp nếu mà các bạn dùng cho nhiều linh kiện. Chọn này, ấn Shift F. Chọn nhiều linh kiện. Ấn AP, AP. Và chọn cái hướng đặt designator, có nghĩa là R1, R2, R3 và comment cho nó. Ok, mình sẽ đặt designator và comment cùng một hướng. Bởi vì trong khi in ra thì sẽ chỉ in designator hoặc là comment thôi. Đó, nó sẽ nhảy sang. Bạn nhìn thấy chưa? Cái này sẽ bị đè với cái chân của view khiển. Mình sẽ làm lại AP này, chuyển sang bên này. Đó, nó sẽ nhảy sang bên này. Hoặc là các bạn có thể sửa bằng tay thôi. Rồi mình run lại CD. Còn 10 lỗi thôi. Đây. Các bạn chuyển sang lớp bottom nhé. Bottom overlay. Shift F. Kiểm tra lỗi nó dễ hơn. C1. C1 đây. R2. R2 đây. À, mình sẽ để xem bên này. Bên trên đi. Các bạn có thể ấn VB để cho nó dễ nhìn. VB có nghĩa là lật ngược lại mặt bottom. Thường thì các lỗi này bạn có thể chỉnh tay được luôn, không cần phải run run rule check. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn run rule check luôn. Bởi vì với những các cái mạch to ấy, thì cái việc sửa tìm lỗi đè nhau này rất là khó. Nét đè với đêm một. Ok. Sang top. Ấn VB chuyển ngược lại. Các bẫy xác này mình nhét vào trong. Không cần thiết phải để ra ngoài. Switch. Ok, mình dẫn lại một lần nữa. Siêu to siêu, hết lỗi rồi. Siêu to solar mask.
cái Shift to Solid Mask này là cái đường này, các đường vẽ này nó bị đè vào các chân pad này. Cái lỗi này thì nó không quan trọng mấy, bạn có thể tắt đi, tắt cái lỗi đấy cũng được. Ok, vậy là mình đã sửa xong PCB. Close đi. Mình đã sửa xong rồi. Sau khi sửa xong thì các bạn tiến hành teardrop cho các đường này. Các bạn ấn TE. Teardrop có nghĩa là tạo ra các đường đường G lên như này để nối vào các chân để tăng cái khả năng dẫn điện của dây dẫn. Ấn TE. Đó, sau khi teardrop nó sẽ được như này. Mình sẽ chuyển sang top. Shift S. Đó, nó sẽ hình cái giọt nước ạ. S, Shift S. Sau khi teardrop xong thì các bạn thấy các viền này chưa được phủ xanh. Các viền này là các viền xuyên lỗ. Mình sẽ phủ xanh để bảo vệ nó. Thì để phủ xanh via thì các bạn ấn Shift F, F nhé. Click vào via. Nhầm. Click vào via. Chọn OK. Nó sẽ chọn tất cả các via. Các bạn ấn tích vào Solid Mask Tenting Bottom và Tenting Top. Đó. Tích đi. Đó, các viên của mình đã được phủ xanh bảo vệ. Sau khi đã phủ xanh viên thì các bạn bước tiếp theo là phủ đồng. Phủ đồng các bạn ấn PEG, PG, PG này. Chọn lớp. Lớp top đi. Top mình sẽ để là nên là top poly. Thường thì mình sẽ phủ đồng vào cái đường ground. Chọn pour over same net. Có nghĩa là phủ vào các đường phủ luôn vào cái đường mà GRD, nối luôn cái đường phủ đồng với nước GRD và chọn tích vào remote dead copper, có nghĩa là những cái chỗ nào mà nó không có đường GRD đi qua mà nó không thể vào được ấy, cái phủ đồng không vào được thì nó sẽ bị cắt đi. Có 3 kiểu phủ đồng, một là cái phủ hoàn toàn luôn, thứ hai là phủ kiểu lưới, thứ ba chỉ là phủ gọi là xung quanh của cái pad hoặc là cái đường dây đấy thôi. Thì mình có thực tế, trên thực tế thì thường sử dụng loại 1 và loại 2 thôi. Loại 2 thường sử dụng cho các mạch, ví dụ như là mạch công suất thấp, mạch nhúng. Mình sẽ chuyển lại, mình sẽ dùng loại 1 này. Top layer này. Ok. Và các bạn vẽ theo cái đường keep out nhé. À quên một điều, các bạn phải chỉnh luật cho nó đã. Các bạn phải chỉnh clearance. Ví dụ mình chỉnh là 40. Ok. Có thể chỉnh cái chỉnh luật này, cái clearance này có thể chỉnh được rất nhiều luật ở dưới này, các bạn chỉ cần thay đổi thông số thôi. Nhưng mà trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh nhanh, làm nhanh một cái project này mà. Nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chỉnh thành 40 thôi. OK này. Thì nó sẽ báo lỗi các đường mà nó cái luật của nó, cái khoảng cách của nó là nhỏ hơn 40. Các bạn kệ nó, ấn TM để xóa đi. Các bạn PG. OK. Các bạn phải chỉnh luật trước khi phủ đồng nhé. Đây, ấn Shift Space. Shift Space để chỉnh. Chỉnh kiểu vẽ. Mình sẽ sử dụng kiểu vẽ góc 90 độ. Ấn Shift Space nhé.
và ấn sau khi vẽ xong thì ấn chuột phải để thoát công cụ, nó sẽ tự phủ đó. Nếu các bạn chọn cái remover deep copper này thì các chỗ như ví dụ chỗ này, các chỗ mà cái đường đồng nó có thể vào được nhưng mà nó không có cái dây GND nối vào ấy, thì nó cũng sẽ xóa đi. Sau đó chuyển sang lớp bottom PG nên là bot poly. Cũng để phủ vào GND. Layer bottom. Ok. Các bạn vẽ giống như hệt vừa nãy. Shift S. Đó, các bạn tích vào cái remover deep copper này thì nó sẽ xóa tất cả những chỗ mà có thể phủ đồng được nhưng mà nó không có dây GND đi qua. Mình sẽ thử bỏ tích này đi nhé. PG à, đầu tiên các bạn xóa đi ạ. PG bị lỗi một chút. Đó, nếu các bạn không tích vào cái TG cái remover deep copper thì nó sẽ ra như thế này. Các chỗ này thì nó sẽ không có đường GND đi vào nhưng mà nó sẽ vẫn phủ đây, nó vẫn sẽ phủ đồng vào đó. Thường mình sẽ để kiểu này thôi, nhìn nó gọn hơn. S đó. Các bạn ấn Shift S trong 3D để xem đường đồng đó. Chuyển lớp bottom. Ok, sau khi phủ đồng xong thì các bạn set origin cho nó, set gốc tọa độ, set lại gốc tọa độ. Bạn ấn E, O, S hoặc là edit này, origin set này, click vào chân. Và bước cuối cùng là viết thêm text, viết thêm
viết tên mạch và chèn logo vào. Viết tên mạch thì các bạn ấn PT, à quay PDT, P tách đồng PS, mình nhập PS nhé. Chuyển sang lớp bottom overlay, mình sẽ viết viết thêm chữ vào cái viết tên mạch vào cái phần mặt sau PS, ấn tab để chỉnh hiệu chỉnh thuộc tính là mạch đồng hồ led 1.8 inch. Các bạn chỉnh chiều rộng đây, ví dụ mình sẽ cho 100 đi. Ok. Chuyển thành chu toai, chu tai. Mình sẽ chọn phông là Time New Roman bold đi. Nhớ các bạn nhớ là phải mirror nhé. Ví dụ là ở lớp bottom thì phải mirror cho nó. 200. Ok, chuyển sang 3D xem nhé. Đó, nếu các bạn không sử dụng mirror thì cái chữ này sẽ bị ngược. PS dụ mình không để mirror nha. 3D này, đó, chữ này sẽ bị ngược. Nếu các bạn viết chữ ở lớp top overlay thì tắt mirror đi. Ok, sau khi đã viết được tên mạch rồi, bước cuối cùng là đó là add logo. Add logo thì mình có một cái script, thì các bạn vào dgap run script. Cái script này thì mình đã để ở dưới phần mô tả. Các bạn vào cái các bạn download về, xong click vào ấn open. Cái này mình đã mở trước một cái rồi. Các bạn chọn vào cái run convert the script này, ấn ok. Đến bước này thì các bạn phải chuẩn bị một cái ảnh. Ảnh, ví dụ như là ảnh PNG các bạn đăng trên mạng hoặc là thiết kế trên Photoshop cũng được. Các bạn vào New này. Ok. Tạo một cái file mới trên Photoshop. Sau đó các bạn add cái ảnh ấy vào. Ấn tích này, ấn measure visible này, chọn layer from background, ok, và xóa cái phần trắng đi. Các bạn có thể tự tạo hoặc là download trên mạng về, nhưng mà ưu tiên là ảnh trắng đen nhé. Sau đó file save as, chọn đuôi là bmp, bitmap, đặt tên là logo 555. Save. Ok. Đó, sau khi các tạo được một cái file ảnh thì các bạn ấn load này, chọn những cái file ảnh đấy. Logo 555. Đó, các bạn chọn lớp cho nó. Mình sẽ để ở lớp bottom overlay. Chọn mirror. Mirror theo chiều x đi. Convert này. Ảnh càng to càng thì nó sẽ load càng lâu. Các bạn nhớ chỉnh sửa kích thước ảnh ở trong phần Photoshop trước nhé.
Và cái kích thước ở đây nó sẽ tính theo đơn vị là mil. Trong Photoshop thì các bạn có thể chỉnh, ví dụ vào file này, new này, chỉnh đơn vị là cm này. Hoặc là đơn vị cm được. Các bạn phải convert và phải tính ra cái đơn vị từ mil sang sang mm bao nhiêu thì các bạn vào đây bạn chỉnh trước thì nó sẽ kích thước cái logo nó sẽ chuẩn. Ok. Mình vào lại đây. Done. Exit, các bạn lấy exit đi. Chọn copy. Click vào một điểm bất kỳ. Mình sẽ click vào gì đến dưới này. Các bạn chuyển sang tab. Đang vẽ, ấn Ctrl V. Paste đi. Paste nó vào. Đó. Ok, vậy là mình đã add xong cái logo. Bước cuối cùng là set set lại góc tọa độ. Set lại góc tọa độ các bạn ấn E, O, S hoặc là Edit Origin Set. Click vào. Vậy là xong. Máy in của chúng ta đã hoàn thiện. Các bạn review nó lại lần cuối. Đó. Khá là ổn rồi. Ok, bài giảng của mình đến đây là kết thúc. Kỳ sau mình sẽ hướng dẫn các bạn các file cần tạo ra để xuất bản PCB. Nhớ đăng ký và subscribe kênh của mình nhé. Nhớ nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi các phần tiếp theo. Chào và hẹn gặp lại.